Ok, hello chào các bạn nhá. Chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Team Huyền Thoại Châu Phi. Đấy, hôm nay anh em đi làm ở trong farm các bạn. Xong thì giờ cuối giờ rồi, anh em trang trại thì về hết rồi. Thế với anh Hùng về rồi, giờ chỉ còn mình với anh em Team Huyền Thoại thôi. Đi thu hoạch cà tím. Aki. À. Vậy thì là bây giờ đó. Sì. Para fazer un tipo comida. Tá bem. Sì. Đấy, hôm nay anh em mình sẽ làm cà tím mở hành các bạn nhé. Ah, aquele código tá onde? Ah, o sexto. Ah, o sexto. Deixa eu buscar. É. Yeah. Rápido. Ó, capota. Nem na antiga, onde é o sexto? 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 Grande e bonito, é? Para fazer. Que se pode? Daí, làm cho anh em món cá tím nướng mỡ hành nha các bạn. Tôi cũng đang cười okay. Đấy. Cá tím thì ở farm anh em mình thì nó nhiều, không ăn nó không hết. Isso, ok. Isso, ok. Wow. Nhìn ngon hề. Cá tím nướng mỡ hành. Yeah. Cho anh em tập ăn. Cá tím nướng mỡ hành. Ừ. Chưa ăn lần đúng không hả? Chưa ăn. Aqui afinal curi, aqui afinal também tem aquelas folhas que cheira bem. Hum? Afinal aqui também tem essa folha que cheira bem. Cheira bem. Aqui. Yeah. Có rau mùi. Rau mùi. Gọi là rau mùi. Yeah, em biết. Ừ. Yeah. Hả? Quanto? Dạ, mais. Nhiều lắm. Nhiều rồi. Mũi tù rồi. Cho ăn toàn ẩm thực Việt Nam luôn các bạn. Sẽ chăn nó xe ra xì bụt kê. Nó sẽ chăn nó xe ra nè. Hả? Nào, anh đang phê đi. Esse é legal sim, ele cheira. Esse cheira muito bem. Mete no bun. Mete com bun, né? Muito bom. An phở, an bun. Yeah. Esse. Yeah. Tá bom. Yeah. Chega. Sim. Rồi. Anh em... đi nhổ hành, đi nhổ ít hành nhé. Mở hành, nướng mở hành mà không có hành thì không đúng rồi. Vou tirar, vamos lá. Um aqui, outro lado. Não, vou tirar tudo. Ah, tá bem. Toàn chơi đồ farm hết rồi mọi người ạ. Có được cụt tua xin nào ấy? Sim. Só esse comprido. Bây giờ hành thơm này. Thơm. Yeah. Cái hành kia thì hành củ các bạn. Hành này, dưới này là hành củ hết. Dạ, sẽ cứ tập không? Sim. Ok, rồi sẽ lên và rửa chế biến thôi. Esse depois aprender á? Sim. Tudo aprender á? Vâng, leva. Đấy, sẽ cho mọi người học học cách làm luôn các bạn nhé.
giờ anh em mình cắt hành nha các bạn. Để chế biến cái nước nước sốt trước. Nước nước tí nữa mình rưới lên cá, mình nướng xong rồi mình sẽ rưới lên cá. Bây giờ tí nữa mình chuẩn bị xong hết thì mình sẽ chỉ qua cho anh em. Để cho mọi người biết sao con làm. Hành với cá là của farm hết nha các bạn. Hành ngon đấy. Người thì già lại. Cô ta gặp chúng mình này. Người thì già lại. Ô, về tiếng Franco, ở chỗ bếp thì Franco. Rửa bát đũa. Cái giá giảm để mà làm cái cà nướng mờ hành này thì nó cũng đơn giản. Không cầu kỳ lắm các bạn. Có hành, có lạc, với lại ớt, tỏi, đường, đấy thôi. Có một ít tóp mỡ nữa, tí nữa mình sẽ vào sẽ rán tóp mỡ, chiên tóp mỡ. Hơi nhiều hành. Cái này mà đi qua không? Đi qua không? Cái này bây giờ quên cái tiêu sen cái, ở đây yêu bình bộ. Cái này là phải đi tóp mỡ trước mọi người ạ. Với lại anh em vừa lấy mỡ để chiên. Với là làm tóp mỡ tí nữa làm dưới lên cà. Dạ dạ. Đấy. Cảm thấy đây. Esto era un poco a baño. Ese lingua Việt Nam sama tóp mỡ. Tóp mỡ. Tóp mỡ. Tóp mỡ. Mỡ e baña. Esa baña ahí. Mỡ. Baña, ¿no? Sí. Vừa lấy cái mỡ lớn này để tí nữa phi hành mọi người ạ. Và vừa lấy cái tóp mỡ luôn. Mỡ, mỡ, mỡ. Aquí Angola no come ese. Baña, no es comer, mas de esa forma que usted está preparado, es que diferente. Ah, ya. Es si, você cozinha assim para colocar óleo. Certo, sim, nós temos feito isso. Ya. Đấy, thì đợi cái này được cái thì anh em mình sẽ nướng cá nha mọi người. Depois grelha, grelha de gera. Sim. Grelha. Vai grelha. Essas todas as materiais. Các anh còn chưa hiểu. Essas todas as materiais que estás a preparar, sim. O coiso vai se, o bichela vai se cortar assim. Depois tirar tudo de dentro. Yeah. Depois meter. Ah, tirar só fora. Ah, fora, né? Tirar só aquele fora dele só. Ah, depois essa coisa vai meter na bichela. Brilhar. Vai dar qual zero lá, né? Vou levar foto para a internet, nunca vai se mudar não. Boa, vou levar foto, já se vai, vou publicar a boa. Sẽ ra bên này. Tóc này đói. Nghe mùi thơm của tóc mỡ nó đói lắm các bạn. Đấy, đồ thì anh em mình chuẩn bị xong hết rồi. Giờ chỉ chiên tóc mỡ và phi hành với nướng cà này là xong thôi. Bây giờ anh em mình sẽ giả tỏi với ớt để làm nước sốt tí nữa mọi người nhá. Tôi đủ aprende á. Dạ, azúcar. Cho một tí đường để giả các bạn. Tí nữa cho nó ngon. Để vào cả nhá. Để vào cả xem. Dạ. Você tá fome? Tudo tem que ver bem aprender. Sim, sim. Depois uma vez, um dia eu vou controlar. Sim. Vou trazer esse tudo para fazer. Sim. Aí, mình bảo các anh phải học, phải nhớ những cái gia giảm này các bạn để. Cái gia vị này để sau sẽ cho anh em tự làm, mình kiểm tra. Giờ có thể cho anh em tiến hành nướng cà mọi người nhá. Tôi đưa vai con rồi. À, dùi.
cứ lên liền. Em cái chiến đấu mong quá, cái chiến đấu mong quá. Nó sao vậy nè? Đang thắc mắc mọi người ạ. Mọi người đang thắc mắc là tại sao lại nướng cà? Nó chưa hình dung được là ăn như thế nào đấy các bạn nhé. Ở bản na nó chín nè, chỉ ở bên nó đã vào chỉ prey bì là ngon của chị đang đi sao bơ rasa. Đấy nướng cà xong này, bóc vỏ này. Yeah. Tao mở với tóm mở đấy. Yeah. Bỏ hành lá vào. Yeah. Gia vị vào. À. Rồi thì nó bóc vỏ xong là dưới cái nước sốt đấy lên ăn thôi. Ôi hê, đưa sẽ đi ra xa xa. Bây giờ thì cà được rồi nha các bạn nhé. Anh em mình bóc vỏ. Người nướng người bóc vỏ. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời, cà kìm thơm đấy. Ôi thơm này. Chắc lần đầu tiên được xem nướng cà các bạn ạ. Các anh đang là lắm. Quá trời nóng. Đây bỏ ra đĩa nhá. Một đĩa tầm 3 quả. Hôm nay cho một anh ăn 3 quả các bạn ạ. À, nóng quá. Thì bóc xong cà thì anh em mình sẽ tao hành mở hành. Nóng quá. Kabasa. Hoặc là rẹt đi. Đấy, cà thì lúc mình nướng chín thì nó mềm nha các bạn nhé. Anh em mình sẽ lấy cái nỉa này. Mình cứa nó ra thế này. Để tí nữa mình dưới cái mở hành với lạc ấy lên. Đấy. Yeah. Tên pha gia sinh á. Em pha gia sinh. Đấy, mình vừa làm vừa chỉ cho các anh luôn. Tên Abri. Đấy. Cái cà thì anh mình nướng nó chín đều hết rồi. Giờ chỉ khứ ra để tí nữa cho nó ngấm gia vị thôi. Cho hôm nay cho một người hai quả. Chắc được 3 quả đấy này. Người 3 quả đấy. Có mấy anh bảo vệ rồi mọi người ạ. Vịt này. Và giá xin. Vịt à. Nào đây bên tải á. Đúng như người nó tên công phía sẽ đúng như người. Do gà nó xa bị nát đà. Nó tên sorte chứ. Nó sorte. Đấy. Dạ, cái quả này xin tao không? Nó tên pha ra 4 lít tuổi á. Thế mẹ tao. Có tao gặp bác. Grande pequeno. Tigão meteu de vez em grande tudo. É? Então não tá bom, né? Não, que tinha mais pequeno bom. Đây. Ai, giời. Đấy. Đời 1 2 3 4 5 6 7 8. Chắc phải 3 quả đấy. Cắt đại số 3 rồi nhé. Ok, giờ bắt đầu đến đoạn tạo hành mọi người nhá. Tôi đủ về nhá. Có tóc mở rồi thì thơm các bạn. Đá cái liệu tôi. Sơ bộ lại. Tôm à. Ô hồ hồ, ngon mê hề. Vâng chứa, agua đá, agua limpo ấy. Será bem. Ôi trời. Muito será bem. Cho tí bột canh mọi người này.
thì ăn cho nó đầm đầm. Thêm tí đường vừa. Cái sao? Você tem que fazer assim, né? E, caiu. Deixa, caiu tudo. Não, não caiu. Oh. Viste? Sim. Tudo tá triste, pessoal. Tudo bem. Mãe, anh này sơ đổ không có ăn mà. Em bắt đầu cái được, tôi cái là có một cuộc tiền nào cho. Tôi cái đó tôi chỉ bằng cả. Sao mà sao cũng đang sợ tao mày? Sim. Dạ. Sẽ phi à? Yêu mà sao mà đã ghi? Sim. Vào con mẹ à? Vào ghi vào con mẹ. Đẳng cấp luôn. Ông cô lô yêu xin năm mươi này. Muốn tụi cô vậy. Đến đồ nhìn nhá, mấy anh em nhìn nhá. Đầu tiên là phải cho hành vào trước. Hành với cái này vào trước này. Dạ. Đấy. Hành tóc mỡ. Cho các sếp biết để sau nấu mà ăn này. Hey. No problem. Tira, tira, garfo. Hey, bari que se faz pro. Ah, é? Quero começar. Các sếp bảo thơm rồi, muốn ăn rồi. Đến phần bỏ cái đậu phộng này. Lạc à, lạc già này nhá. Cô bà. Ô chứ vamos ficar gordo mesmo assim nada. É. Tu quanto é muito viu assim, mas o que papai era, o que papai era, assim. Não imagina mais já. Ela não vai parar, ouvindo. Lembra tudo, né? Sim. Hôm sau sẽ kiểm tra bài cũ. Làm cam nướng mỡ hành. Chảy nước miếng này các bạn. Água de boca. Saiu já. Ông cụ tổ cụ chỉ phải ạ. Tết giờ chỉ yêu cô cho depois. Yeah. Cậu ở quán tạm long cô tôi vào được chỉ phòng này cho. Rồi và giờ là đến nước mắm, nước sốt tỏi ớt nhá. Yeah. Xin đúng của cô vào điều. Còn nước mắm. Cái này thì mình chế biến lúc này là các bạn nhé. Cái mèo đó. Đấy phần của mình đấy. Cái chuẩn bị xin mời. Nó có lì pêche, eh? Pêche con farinha. De museque. Cái nó mi sẽ chú quá tí khó tí. À, ú tín là. Sì, signore. Bon chanta. Bon chanta, ông dùm là lì. Ok. Ok. Dạ. Ainda? Aí me chega controlar tudo. Não quero perder. Rồi, bây giờ đưa lại chiếu ngoan thôi. Dạ. Đưa cho hai anh bảo vệ trước này. Lên đu đưa hai anh bảo vệ trước đi. Dạ. Dạ Manu, lê vào cô mẹ á. Dạ, bom apetite chef. Obrigado. Sim. Lê vào gafu ấy, thanh gafu. Vừa là vào cô mẹ. Ok. Thì anh em mình đã chuẩn bị xong rồi các bạn nhá.
chế biến xong xuôi rồi. Giờ cho anh em thưởng thức xem cảm nhận anh em như thế nào. Temasu prato cà nướng mỏ hành. Cà tím nướng mỡ hành. Cà tím nướng mỡ hành. Ok, có mẹ á. Mời các bạn nhé. Mời các bạn. Chà ngon này. Thưa thơm. Đi phết đi cái đàn đất nhận đi. Chà bê bà. Cô dạ. Chà bê bà. Ngon này. Cô dạ hơi. Chị gông. Đã chị muito bom. Lên được bê gạo xem mà con mẹ. Sí, em liều mẹ mà xin. Dạ. Xin tạ bom. Để giờ anh em cầm tay ăn sướng các bạn. Cảm ơn ta. Dạ. Dạ. Ngon được các ạ. Đã chị tạ bom cũng ngon một cái bom quế. Cuya. Muito bom. Cuya. Xin nói así. No se angolano nunca me fazia isso porque No sabemos. Oh. Mm. Thơm, có hành hành thơm lắm. Cái này em ăn con. Bueno. Ay, Você vai ficar lepo lepo? Sim. Como é que vai forçar? Cuia. Dá muito. Hôm sau về làm cho gia đình ăn nha. Dạ. Pela próxima vamos fazer para a família. Família. Cuya. Ôi giời, đúng mấy cua này. Ngó này. Ôi giời. Đập qua kè. Đập qua kè. Ngon chứ vậy. Mẹ. Khá bông quá ngon mà cho cam bè. Na depo ya pa mongwacho ku pesira ngome na tshali singa Rồi ok các bạn ơi, để cho anh em ăn đây. Đấy, thì video ẩm thực hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Mình muốn làm cái cà tím này, thứ nhất là trong farm anh em mình cũng có nhiều cà tím. Với hành, với mọi thứ trong cái gia vị trong trong farm thì cũng có gần như đầy đủ. Nên là chỉ cho anh em cách nấu, cách làm để sau này là sẽ nấu cho gia đình hoặc là biết để còn nấu để ăn. Đấy. Công thức thì mình chỉ cho anh em thế rồi. Hôm sau mình sẽ kiểm tra cho anh em từ nấu, mình ăn thôi. Đấy. Thì các bạn thấy video này hay và ý nghĩa cho anh em mình một like, đăng ký và chia sẻ kênh Tim Huyền Thoại Châu Phi. Cảm ơn các bạn luôn quan tâm theo dõi anh em mình. Đấy. Chào các bạn. Chào các bạn. Ok. Ok. Rồi, có mẹ thôi. Dạ. Mình là no rồi, làm một quả no rồi. Hết quả rồi. Thôi Đức Anh tân mày lại ăn đi em. Để phần Đức Anh, đi mọi người. Đây. Vừa đã nha. Ê đi. Nha. Bạn này hai quả cà to này là no luôn các bạn. No rồi hè lên rồi. No rồi. Mới tuyệt đẹp lên tụi mình.